Hello, xin chào các bạn, xin chào anh em, xin chào các bạn cùng xa xôi, cũng chưa biết với kênh của Song Ba TV. Bạn xin biết thôi nha. Hôm nay mình chỉ được quay video cho các bạn nha. Hôm nay là được đi xa, rất là tại ở huyện Chư Bước nha các bạn. Từ Chư Bước quay chỗ bên con chó cho các bạn cùng xem nha. Con chó là xa xôi. Bây giờ bên cũng cho có, bây giờ bên này thì có rồi, bây giờ mình sẽ quay nha. Cho mà các bạn cùng xem nha. Các bạn cùng xem. Mình sẽ quay một người tới luôn nha. Đấy mọi người. Đây cái chỗ người ta là cái gì đó ha. Cái này. Là... Rồi. Cùng mình đi đây. Mời mọi người nha, còn đi theo nha. Ai ơi, yeah. Vô. Đây mọi người. Rất là cao, rất là gần thăm mấy chục mét nha, một chục bằng nha. Đấy. Đây mình chỉ thưởng thức bên con chó nha, bạn rất là ngồi rất là gần nha. Bên này làm bằng rau, bên con chó cũng làm bằng rau vậy. Biết nha, đây là cái xe lưu nha, đấy, rất là đẹp chưa? Bên kia là núi không nha, núi là, bên kia là đường núi nha, rất là lớn. Ta đi lên ta chưa biết được người như thế nào nha. Mọi người đi xem clip hết clip, quay đây lên từ trên. Mọi người cùng xem nha. Bên huyện Chư Bước có đập thủy điện rồi nha. Đấy. Đấy. Sau này người ta sẽ bắt cá bên này nha. Bây giờ có rồi. Đẹp, đường thì rất là đường nhiều hết rồi. Chơi rất là mệt mỏi, bây giờ nó đi được rồi, ngồi chơi được rồi. Ôi giời. Đây, đi xe máy tới kia ha. Đi xe máy đó. Quay bên này đi.
nắng lắm mọi người. Đó, mọi người mình quay là mọi người cùng xem nha. Đó là bên này là chỗ cái tà mở nước cho nó xa nước, cho nó bớt nước. Bây giờ nước nhiều á, người ta mà xa bớt được nha. Bây giờ nó quay được nha. Mình quay cho mọi người cùng xem nha. Bây giờ thế này rất là đẹp luôn nha. Đập thì điền đó tại viền Chư Bước nha mọi người. Bây giờ mình lần đầu tiên đi bên này nha. Bây giờ lần đầu tiên quay chỗ người ta xa nước nha các bạn. Hơi gió mà các bạn ơi, hơi thông cảm. Hơi gió rập rề. Đấy. Gió này nè, chỗ người ta mở nước như thế này. Rất là đẹp rồi. Mình thưởng thức nha các bạn. Thưởng thức chỗ mình xem. Rất là mình nếu còi hơi nó hơi mát, nó bị hơi nó anh xoay lắm. Bây giờ các bạn cũng xem nha. Giờ cái gà chỗ cái đảo mở nước, bây giờ có cái làm có bậc thang gì đó, cứ xoay sọc bên kia rồi. Đấy. Chúng ta cũng mở nước như thế này kia, cái này là mỏ cỏ gì đó. Này là chỗ cái thang người ta đi lên đi xuống. Cái thang người ta đi lên đi xuống nha. Nhéo. Vinh cổ lên tôn kìa. Đây mọi người cùng xem nhá. Sao? Chói hả? Kia là cột gió các bạn. Điền đâu đông à? Lông. Dạ. Có lời nói khăn già không? Hello đây. Không. Sao vậy? Không. Kia là núi như mày các bạn ạ. À? Núi. Là này mọi người quay xung quanh cho các bạn cùng xem. Đấy, mình kia là con gió là quay luôn. Các bạn cùng xem nha.
kính chúc các bạn cũng xem với những điều cho các bạn luôn nhé. Mọi người ơi, đây là mình đi chơi Tết gì đó, nghĩa là gọi là đi chơi Tết. Bây giờ ngày mùng 2 Tết, bây giờ đi chơi ở tại thạc ở bên kia á. Bây giờ chuẩn bị đi về. Mọi người ơi, mình đi về. Bên kia là mình khu 4 của mình nha. Bên kia là khu 4 nhìn rất là rõ ràng luôn. Bên kia là người ta còn thung lũng, có người ta đi lên, có người ta đi xuống nha mọi người. Đây mọi người ơi, tạm biệt mọi người nha. Nếu các bạn xem video này hay, cho mình một like, một đăng ký kênh Songpa TV nha các bạn. Rồi.